Một bài viết trên tạp chí Bách Khoa của nhà báo Thu Thủy. Vào những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975. Ai còn, ai mất? Tháng 3 vừa qua là một tháng mà những biến cố quân sự nghiêm trọng đã làm đổi thay hẳn cục diện đất nước và làm sửng sốt, bàng hoàng tất cả mọi người trước một thực tại phũ phàng. Khởi đầu là sự thất thủ của một số quận như Mai Linh mở ngoặc Quảng Trị đóng ngoặc, Thuận Mẫn mở ngoặc Phú Bổn đóng ngoặc ngày 8 tháng 3, Đức Lập mở ngoặc Quảng Đức đóng ngoặc ngày 10 tháng 3. Và quan trọng hơn cả là trận địch tấn công vào thị xã Ban Mê Thuột ngày 10 tháng 3. Nhưng hai tuần lễ cuối tháng 3 mới là hai tuần dồn dập những thất bại quân sự nặng nề nhất, những cuộc di tản chết chóc thê thảm nhất trong mấy chục năm khói lửa tại miền Nam này, như Ban Mê Thuột, Kon Tum, Pleiku, Phú Bổn, Quảng Trị, Huế, Bình Long, Quảng Đức, Quảng Ngãi, Quảng Tín, Quảng Nam, Lâm Đồng, cuối cùng là Đà Nẵng. Rồi sang đầu tháng 4, tiếp nữa là Quy Nhơn, Đà Lạt, Tuy Hòa, Nha Trang, Cam Ranh. Tất cả những tỉnh lỵ thành phố đó, nơi bị tấn chiếm, nơi bị bỏ ngỏ, đã lần lượt rơi vào tay địch. Sau khi Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 di tản từ Pleiku về Nha Trang, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 từ Huế về Đà Nẵng, thì hàng trăm ngàn đồng bào đã bỏ hết tài sản, chạy theo quân đội từ Ban Mê Thuột, Kon Tum, Pleiku, Phú Bổn về Tuy Hòa, từ Quảng Trị về Huế, từ Huế về Đà Nẵng, từ Đà Lạt về Sài Gòn, về Nha Trang, từ Quảng Tín về Đà Nẵng, rồi lại từ Đà Nẵng về Cam Ranh, từ Cam Ranh về Vũng Tàu, về Sài Gòn, vân vân. Đoàn người di tản, dân chúng lẫn lộn với quân nhân rã ngũ, đã có biết bao nhiêu người chết trên đường chạy về vùng an toàn vì kiệt lực, vì đói khát, vì chen lấn, vì bị cướp bóc, vì bị pháo kích thay nát dưới các bước chân hay các bánh xe hoảng loạn, mà báo chí hàng ngày đã tường thuật trên những bài ký sự của các cây bút chứng nhân trong bao ngày chưa hết. Rồi trong muôn ngàn người gục ngã trên các quãng đường di tản kinh hoàng đó, đã có bao nhiêu nhà văn, nhà thơ, ký giả, những người phục vụ cho văn học nghệ thuật mà tới nay chưa một ai biết được rõ ràng, vì chiến sự còn đương tiếp diễn, và những cây bút đã cộng tác với Bách Khoa. Ai còn, ai mất? Những ai còn kẹt lại bên kia ranh giới, người được anh em nhắc nhở, lo lắng đầu tiên là nhà văn Kinh Dương Vương mở ngoặc Nguyễn Tuấn Khanh đóng ngoặc, vì anh ở đúng ngay tại Ban Mê Thuột. Trong mấy năm nay, kể từ cuộc tổng tấn công 1972 của Cộng sản, anh đã viết nhiều truyện thật sống và thật hay, vì anh đã từng chạy giặc trong năm 72 và anh đã từng sống một thời gian trong cảnh giam cầm.
Nhưng rất đáng tiếc là các truyện của anh đều không in ra được. Các bạn của Kinh Dương Vương ở Sài Gòn cũng như ở Phan Rang, mở ngoặc Nguyễn Phan Thịnh, phải Thế Vũ đóng ngoặc, đều mong mỏi được biết tin anh và gia đình anh. Khi bắt đầu có cuộc di tản ở cao nguyên, thì nhà văn Phan Du ở Đà Nẵng về Sài Gòn để hoạt động cho tập Tam Cá Nguyệt Sang của Đại học Cộng đồng Đà Nẵng. Anh say sưa bàn luận với các cây bút mà anh mời cộng tác, và mặc dầu những ngày sau đó có tin Quảng Trị, Huế di tản về Đà Nẵng, nhưng anh vẫn tin là nơi anh ở sẽ đứng vững. Niềm tin của anh chỉ bắt đầu dao động khi anh trở lại Đà Nẵng sáng Chủ nhật 22 tháng 3. Và Phan Du, Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Thiếu Dũng, Nguyễn Sinh Duy, Võ Văn Dực, mở ngoặc những người viết cho Bách Khoa gần đây đóng ngoặc, cũng như Đông Trình, Vô Ưu, các nhà thơ Luân Hoán, Vũ Hữu Định, Đỗ Tấn, vân vân, đều kẹt lại ở Đà Nẵng. Người ta được biết tại Huế, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, họa sĩ Đinh Cường, nhà văn Hồ Minh Dũng, Lê Văn Trung đã về được Sài Gòn, nhưng còn Bửu Ý, Mường Máng, Ngụy Ngữ, Lê Bá Lăng, Thủy Triều, vân vân, có lẽ đã không đi kịp. Những cây bút thường cộng tác với Bách Khoa như các ông Đoàn Nhật Tấn, Quách Tấn, Thành Tôn, Hoàng Ngọc Tuấn ở Quy Nhơn, Nha Trang hay Quảng Tín, vân vân, đã về được Sài Gòn. Nhưng những cây bút khác như Võ Hồng, Cung Dữ Nguyên, Châu Hải Kỳ, Trần Hiền Áo, Mang Viên Long, Võ Tấn Khanh, Lê Miên Tường ở Nha Trang, Tuy Hòa, Lâm Đồng, Đà Lạt thì tới nay chưa mấy ai được biết tin tức rõ ràng. Khi Bách Khoa được 10 năm, Nguyễn Ngô Ý làm bài thơ 10 năm nghĩ đến những anh em cộng tác đã có hai câu: 10 năm bóng ngã bao dài, ai còn ai mất ai người về đâu. Ngày nay Bách Khoa được 19 năm thì biến cố này còn làm tan tác những anh em cộng tác gấp bội phần lúc 9 năm về trước. Mặt khác, lúc này ngoại trừ báo hàng ngày là bán rất chạy vì ai cũng mong mỏi tin tức, còn các tuần sau và tạp chí giai phẩm, số độc giả của những miền đã mất đều hụt đi phân nửa. Số độc giả còn lại trước tình hình hiện nay cũng suy giảm rất nhiều. Sự sống còn của các tạp chí giai phẩm do đó thật là mong manh, nếu không nói là tuyệt vọng. Một nhà sách lớn nhất Sài Gòn cho biết hiện nay số sách bán được hàng ngày của ông bị giảm tới 75%. Một nhà sách khác cho biết số bán của ông giảm tới 85%. Một nhà xuất bản lớn ở Sài Gòn cũng cho biết cuốn sách vừa phát hành, giao khắp Sài Gòn, chỉ được nhận chừng 40 cuốn. Bởi vậy, có nhiều cuốn sách
đã in xong mà nhà xuất bản cũng không dám cho phát hành nữa. Chiều tối Chủ nhật 16 tháng 3, đặc phái viên Nguyễn Tú có điện thoại về tòa soạn chính luận, tường thuật tình hình Pleiku và kết luận rằng Hoàng Hôn chụp xuống Pleiku trong ngoặc kép. Hai tuần sau thì Hoàng Hôn đã chụp xuống Già Lửa Đất Nước, và nay thì bóng tối đã trùm lên bút mực. Đêm đen sẽ dài tới bao giờ? Tác giả Thu Thủy.